Bài 1 là dùng vi điều khiển STM32F103 điều khiển 8 nhất đơn sáng dần và tắt dần từ phải sang trái. Em sử dụng con STM32F103C8T6. Sẽ khai báo 8 chân từ PD0 cho tới 8 chân từ PD0 cho tới PD7 để làm output. Và đây là cấu hình các chân. Thì GPIO output level sẽ chọn là low, là trạng thái ban đầu của LED. Trạng thái ban đầu của LED sẽ tắt. GPIO mode là output push pull. Với chế độ này thì một giá trị bit bằng 0 ở thanh ghi ODR sẽ làm cho NMOS dẫn và PMOS ngưng dẫn. Lúc này thì chân của vi điều khiển sẽ có mức logic là 0. Còn nếu mà một giá trị bit bằng 1 ở thanh ghi ODR sẽ làm được truyền vào thì sẽ làm cho NMOS ngưng dẫn và PMOS dẫn. Lúc này chân vi điều khiển sẽ xuất ra mức logic là 1. Em sẽ không dùng nội trở để sẽ không dùng nội trở nên sẽ không cần GPIO pull up và pull down. Và maximum output speed sẽ chọn là low, tại vì tần số em sử dụng sẽ chỉ là 8 MHz. Còn nếu như sử dụng tới 20 MHz sử dụng 20 MHz thì sẽ chọn medium, và nếu như tới 50 MHz thì sẽ chọn là high, mà em sử dụng 8 MHz thì sẽ chỉ chọn là low. Em sẽ sử dụng thư viện HKL vì ở đây là thư viện được xây dựng trên những thư viện tiêu chuẩn của con STM32. Thì đây em sẽ sử dụng hai hàm là Ripin để đọc giá trị đầu ra của chân IO và giá trị write để thay đổi ghi trạng thái của chân IO. Thì ban đầu hàm read sẽ bao gồm hai biến là port và pin. Thì đây em sử dụng PB từ 0 tới 7 nên port sẽ khai báo là GPIO B, và em sẽ đọc trạng thái của chân thứ 7. Nếu như tất cả các chân này đều bằng 0, của chân thứ đọc trạng thái của chân thứ 7, và nếu như chân thứ 7 bằng 0 là chân thứ 7 bằng 0 thì em sẽ thay đổi trạng thái của từ chân thứ 7 tới chân 0 là từ phải qua trái. Lúc này em sẽ truyền vào mức logic là 1 để tất cả đèn sẽ sáng, và mỗi đèn sẽ sáng khác nhau là 50 mili giây. Còn ngược lại, nếu như em đọc chân thứ 7 thì nó là 1, tức là nó đang sáng, thì tất cả những thì chân từ 7 tới 1 sẽ tắt dần từ phải sang trái. Lúc đó thì giá trị truyền tải là 0 nên nó sẽ tắt. Còn cấu trúc hàm write là port, chân khai báo và trạng thái, thì và trạng thái muốn đưa vào thì GPIO em sử dụng chia PB, chân PB không tới 7 nên GPIO em sẽ khai báo là GPIO B ở đây, và em sẽ cho từ đây là chân IO từ chân 7 tới chân 0, và đây là trạng thái mong muốn khi xuất ra chân IO. Khiển STM32F103 kết nối với hai led 7 đoạn chung anode và viết chương trình đến từ 00 đến 99. Thêm vẫn sẽ sử dụng con STM32F103C8T6 và khai báo 14 chân. 7 chân đầu là PA0 cho tới PA6 và 7 chân tiếp theo là PB0 cho tới PB6. Cấu hình chân tương tự như bài 1. Em sẽ sử dụng thư viện của led 7 đoạn gồm hai file là led 7H và led 7C. Trong file led 7H thì chứa các tập lệnh đặt các mức logic của chân tương ứng, đồng thời là sẽ chứa những nguyên mẫu hàm public. Và đây là nó sẽ chuyển các mức logic từ vào các chân tương ứng là A, B, C, D, E, F, G, D, P vào lần lượt các chân của led 7 đoạn là A, B, C, D, E, F, G và D, P. Ở đây em sử dụng hai con led 7 đoạn nên sẽ phải khai báo tổng cộng là 2 lần. Còn có trong file led 7C thì sẽ chứa các đoạn mã led 7 thanh dùng chung anode và hàm led và hàm write by sẽ lần lượt truyền các mức logic vào truyền các mức logic vào các chân tương ứng theo giá trị bit truyền vào. Còn led 7 number là hàm led 7 number dùng để hiển thị led trên thanh hiển thị số tương ứng trên led. Ở đây em sẽ khai báo đầu tiên em sẽ khai báo hai biến là Y và Z, với Y là biểu thị cho led hàng chục và Z là biểu thị cho hàng led hàng đơn vị. Em xin giải thích code là khi mà Z bằng 0 tức hàng đơn khi Z bằng 9 tức là hàng đơn vị, khi mà nó lên 9 thì nó sẽ reset lại về 0. Lúc này thì Y sẽ tăng lên một đơn vị và sẽ delay 100 mili giây. Còn nếu như mà Y không bằng 9 tức là nó đang từ số 0 tới 8 thì nó sẽ cứ tiếp tục tăng lên cho tới khi nào đạt được 9. Và nếu như mà y bằng 10 thì y nó sẽ reset, y bằng 10 tức thì y sẽ reset lại 0. Khi mà nó reset lại 0 tức là nó đã đếm đến số 99 và nó sẽ reset lại từ 00 để đếm lại ban đầu. Em sẽ gọi hai hàm led 7 number y và led 71 number z dùng để hiển thị led cho led hàng chục và led hàng đơn vị và delay 100 mili giây.
Yêu cầu của bài 3 là viết chương trình thực hiện đếm từ 000 đến 999 hiển thị trên ban led bề đoạn. Nên sử dụng 21 chân IO là output. Chân P từ chân PA0 tới P6 là hàng đơn vị cho led hàng đơn vị PB0, PB6 cho led hàng chục và từ PB9 tới PB15 là cho led hàng trăm. Và tất cả những chân này đều cấu hình tương tự như bài 1 và 2. Mình sẽ giải thích đoạn code của em. Ban đầu khi ở đây sẽ khai báo ba biến, tương tự y là hàng trăm, yz hàng chục và k hàng đơn vị. Cho nó bắt đầu đếm từ 95 lên đây, sẽ hàng trăm lúc này sẽ là 0, hàng chục là 9 và hàng đơn vị sẽ là 5. Ở đây khi k nó bằng 9 thì lúc này k nó sẽ reset lại 0 và z sẽ tăng thêm một đơn vị. Và quá trình này delay 200 ms. Nếu như k nó chưa được chạm tới 9 thì k nó sẽ tiếp tục biến lên tới khi chạm tới 9. Còn nếu như z tiếp theo đó là z bằng 10 và nếu z bằng 10 và k bằng 0 thì lúc này z sẽ reset lại 0. Tại vì lúc này thì số nó đang là 99 nên z sẽ reset lại 0 để nó tăng thêm một đơn vị ở 100 là sẽ là tăng thêm một đơn vị ở hàng trăm thì sẽ là 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 hoặc 900. Lúc này y sẽ tăng thêm một đơn vị và thằng này sẽ delay 200 ms. Có quá trình tiếp theo là y sẽ y nếu như nó bằng 10 thì y nó sẽ reset trở về là 0, tại vì khi y bằng 10 thì lúc này thì led nó hiển thị con số là 999 thì nó sẽ reset lại 0 để thực hiện lại quá trình này. Em sẽ gọi ba hàm hiển thị led ra như em đã nói bên bên đây file led bc dùng để gọi nói trong bài 2, em đã nói trong bài 2 là để gọi để hiển thị số trên led. Em sẽ cho nó chạy lại từ 999. Em trình bày và các bạn, hôm nay em sẽ trình bày về câu 4 dùng với điều kiện F332 giao tiếp với test led đơn và hành nhấn on off. Khi có cục điện thì tám led tắt, khi nhấn on thì tám led sáng, khi nhấn off thì tám led tắt, dùng góc ngoài. Theo đề bài thì ta sẽ dùng góc ngoài để làm bài này. Sau đây ta sẽ vào cục MX để cấu hình cho nó. Ta sẽ cấu hình cho 7 led đơn là chân output và hai chân BA0, BA1 là chân để ra ngoài. Và sau đây ta sẽ vào cấu hình cho nó. GBIO thì nó sẽ cho BA0 và BA1 sẽ là cạnh xuống và là bụi ốc. BA1 cũng tương tự như thế. Và sau đó ta sẽ bật ngắt hai chị, bật ngắt hai chân và chân lại không và để on và chân một và để tắt. Đây sẽ vào debug để xem why. Sau đó ta sẽ xin code. Sẽ vào MC để khởi tạo hàm call back. Lần này ta sẽ dùng if để phân luồng kiểm tra ngắt hiện đang ở chân hiện sinh ra ở chân nào. Tần suất 7 led ra ở mức 0 hoặc mức 1 thông qua hàm ghi tới chỉ tại một chân đó là hàm right khi nó ở mức 0. Với hàm này nó sẽ một là nó sẽ sáng và khi nó sáng mình muốn sẽ tắt thì ta sẽ cũng khởi tạo lại là hàm ghi giá trị tại một chân là về mức 0. Sau đó ta sẽ chạy lại thử nghiệm trên protein. Em sẽ chạy khi nó on thì tám nó sáng và khi nó off thì tám nó tắt. Tiếp theo em sẽ đến với câu 5. Tiếp theo em sẽ đến với câu 5 dùng điều kiện SM32 giao tiếp với led đơn và ban nút nhấn on off inverse khi cấp điện tám led tắt.
Khi nhấn on thì 8 led thắp sáng, 4 led thắp sáng. Khi nhấn in thì đảo trạng thái của 8 led 4 sáng thành tắt, 4 tắt thành sáng. Khi nhấn off thì cả 8 led đều tắt, dùng ngắt ngoài. Theo như bài thì bài này cũng giống như bài muốn ta sử dụng ngắt ngoài, chỉ thêm một cái nút nhấn. Và ta sẽ vào một ít để cấu hình cho bài này. Ta sẽ như bảy chân ao út là chân của bảy led, và chân BA0, BA1, BA2 là chân của ngắt ngoài, nó là chân on, off và invert. Sau đó ta sẽ vào để cấu hình cho ba chân này, đó là xuống và pull up. Sau đó ta sẽ vào đây để bật ngắt ba chân. Và tiếp theo là đi bắt xe ngoài, đó sẽ sync code. Tương tự như bài 4 thì ta cũng sẽ khởi tạo lại hàm khuôn mắt. Theo như đề bài thì là sẽ có khi khi nhấn thì phải 4 led sáng, nên ta sẽ viết ra hàm ghi giá trị tại 4 chân, led 0, led 1, led 2, led 3, nó sẽ xỉu mức lên mức 1. Và nếu khi mà nó ở mức 1 thì nó sẽ tắt đi, nó sẽ về trở về mức mức 0. Và hàm toggle này là để đảo lại, nếu mà 4 led sáng thì là sẽ là 4 led tắt, và 4 led tắt sẽ làm 4 led sáng cho 7 chân led. Sau đó ta sẽ vào cơ ta sẽ vào test để chạy thử nghiệm nó. Này, khi ta bật thì 4 led sẽ sáng, và khi đảo thì 4 sáng thành tắt và 4 tắt thành sáng. Khi ta nhấn off thì cả 8 led đều tắt. Bài trình bày của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài của em. Em là Nguyễn Thanh Nam, sinh năm những bài tập 6 và 7 trong nhóm, là mặt đếm từ 00 đến 99, dùng LED 7, sử dụng 3 nút nhớ là Start và Stop để chương trình các điểm chức năng. Khi cấp điện thì lấy hiển thị 00, khi nhấn Start thì mặt đếm từ 00 đến 99, và nếu nhấn Stop thì ngừng lại giá trị đang đếm, nhấn Start thì đếm tiếp, hoặc đếm xuống từ 00 thì ngừng ở 00 và đếm lên thì ở 99 thì ngừng ở 99. Thì về phần cấu hình của em ở đây sẽ có ba phần là BA0, BA1, BA2. Tương ứng với BA0 là Start 1, BA1 sẽ là Stop và BA2 sẽ là Start, và cùng với đó là 15, chúng ta là B từ BB0 đến BB15. Ở phần GVO thì em đang ở đây có 3 trạng thái là Star 1, Stop và Star 2, em đều đây là Pull Up. Về phần Inflict, Inflict thì em sẽ enable 3 hàng này. Đến với phần Code thì em sẽ load 7 thanh vào thư viện và tạo ra 3 giá trị là Stay bằng 2, lúc là đọc giá trị, Y bằng 0 thì là đọc giá trị hàng đơn vị, Y bằng 1 đọc giá trị hàng chục. Ở phần while khi mà Stay bằng 0 á, là đếm từ 00 đến 99 thì Y sẽ lớn hơn 0, và Y bằng 0 thì Y 1 sẽ cộng thêm một đơn giá trị ở hàng chục. Khi mà Y 1 lớn hơn 9 thì Y 1 sẽ bằng 0. Lúc này em đang để delay là 80. Khi mà y bằng 9 và y 1 bằng 9 thì sẽ chuyển qua trạng thái state 2, lúc này là đếm tới 99 và ngưng không đếm nữa. Ở trạng thái state 1 y lớn hơn 0 thì y sẽ giảm đi một giá trị đơn vị. Em đang để delay là 80 luôn. Ở đây y bằng 0 và y em sẽ cho giá trị là, em gắn cho nó giá trị là 10. Khi mà y 1 bằng 0 á, y bằng 0 á thì chuyển qua về trạng thái state 2 là đếm từ 99 về 00, thì lúc này nếu mà y 1 lớn hơn 0 và y sẽ giảm đi một giá trị. Về phần stop ở trạng thái state 2 thì khi mà nhấn stop y1 và y sẽ ngưng đọc giá trị. Với yêu cầu ở bài 7, yêu cầu ở 7 là không khác gì bài 6, thì thêm vào một nút nhấn có tên là invert. Invert đảo chiều đếm lên hoặc là đếm xuống. Nếu mà đang đếm lên thì nhấn invert sẽ đếm xuống, nếu mà đang đếm xuống thì nhấn invert sẽ đếm lên, thì nó sẽ không khác gì bài 6 là mấy. Thì ở phần công cụ big ở trên VA6 thì thêm nút invert ở đây, và VA13 sẽ thêm một chân output. Ở GPIO thì sẽ có thêm một nút invert và để là pull up. Về phần code thì mình sẽ thêm về phần code thì em sẽ thêm một nút nhấn là pin. Khi mà trạng thái là stay bằng 0, đếm từ 00 đến 99 thì khi mà nhấn sẽ chuyển về trạng thái stay bằng 1 là đếm ngược lại từ 99 về 00. Và khi nếu mà đang ở trạng thái khi đếm từ 99 về 00 nhấn nút thì sẽ chuyển về trạng thái từ 00 để đến lên 99. Rồi, còn đây là phần rotate của em.
rồi khi mà cấp nguồn thì sẽ là 0,0. Đây là đang điểm lên này. Stop này. Rồi. Điểm xuống này. Đảo chiều khi đang đếm này. Rồi đây là trạng thái 0,0. Này là đang đếm lên này. Stop này. Đếm xuống này. Rồi. Khi mà đang đếm lên này, nhấn nút invert này. Đếm xuống. Anh đếm xuống, nhấn nút invert, đếm lên. Rồi, và đây là phần rotate của em, và đây là phần rotate của em. Đây là trạng thái đang điểm lên. Stop. Đây đếm xuống. Và đây là nút invert. Ông được quá trình đếm. Đếm xuống. Em xin chào thầy, em là Phan Thiên Quang Huy. Số sinh viên là 2014-6255. Hôm nay em sẽ làm một cái video cách giải bài tập số 9, hãy viết chương trình điều khiển 8 nét đơn nối với cột A sáng 2 giây, tắt 1 giây dùng timer định thời. Thì theo như đề bài yêu cầu thì chúng ta sẽ sử dụng chương 1A và nối với 8 con nét đơn với chương này với điều kiện cho nó sáng 2 giây, tắt 1 giây sử dụng timer định thời. Thì trước hết là em sẽ có hình trên CooperX. Thì dưới đây em đã có hình từ chương B0 tới B7 là output, chương output. Thì do em sẽ có hình giải bài tập này theo cách làm cấu hình trên anh ghi, cho nên là những cái phần trên này thì hầu như là em sẽ giữ nguyên. Thì chúng ta sẽ relay code và làm trên QC. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ em sẽ gõ một cái hàm gọi là config timer trên main. Thì ở đây void config timer hai. Thì trước hết ta sẽ có một cái gọi là cho nó có number 2. Nó có nghĩa là gì? Thì nó sẽ enable cái class number 2 này lên. Trước hết thì ta cần phải enable cũng như là các cái lock cho cái phần thứ hai ở đây đây ta sẽ enable chương thứ hai này lên. Và tiếp theo là ta sẽ có một cái gọi là enable timer. Cái này có nghĩa là C1. Thì cái này là sẽ set là khoảng 0,01 giây. Thì trong khoảng 0,01 giây thì nó sẽ diễn ra một cái sự kiện. Thì cái 0,01 giây này ở đâu thì nó sẽ tiếp tục cái phần ở bên dưới này là set một cái rescaler. Một rescaler chính là cái cột chia tầng. Một cột chia tầng thì em sẽ cho nó là khoảng 7999. Và tại sao là 7999? Thì 7999 tức là 8000, mà nó đếm từ 0 tới 7999 nên ta sẽ có khoảng 8000. Và như theo công thức thì ở đây nó sẽ có 8000 chia cho 8 triệu. 8 triệu ở đây tức là 8 MHz. Thì ở trong phần CooperX block operation thì ở đây có 8. Còn dưới đây ta sẽ để sẵn là 8 MHz. Thì do mình cấu hình trên Rotus cho nên em sẽ sử dụng là 8. Ở đây tối đa có thể sử dụng tới 72 MHz. Thì có là 8000 chia cho 8 triệu tức là ở đây sẽ là tần số chia tầng này sẽ là một khoảng 1000. Nó sẽ là cái tần số khoảng 1000 và khi đó thì cái chu kỳ diễn ra một cái sự kiện. Thì trong khoảng thời gian là 1 chia cho 1000 tức là 0,001 giây là phần này. Thì khoảng 0,001 giây thì nó sẽ xảy ra một sự kiện một lần. Thì đó là lý do tại sao em chọn đây là 0,1 và chỗ của chia tầng này sẽ khoảng 7999. Tiếp đến là set do. Thì ở đây sẽ có cái giá trị gọi là error. Thì cái error này có nghĩa là khi mà nó đến một cái giá trị nào đó thì nó sẽ quay về 0. Thì ở đây em sẽ cho nó là nhân với fs
thì ở đâu có cái này thì như đây. Thì ở đây chúng ta có 16 bit từ 0 cho đến 15. Thì 16 bit là reset value này tương ứng với 0 nhân cho 4 chữ S, tức là FFFF. Thì giá trị này có khoảng là 65.535, thì khi mà nó đến đến khoảng 65.535 thì nó sẽ reset set cho về 0. Và cuối cùng là set event update. Thì cái event update này nó chỉ là một cái gọi là dùng để set cái sự kiện cho nó cái giá trị của scheduler này như là cái scheduler này về 0. Tiếp đến em sẽ gọi một cái hàm, đó là hàm delay. Thì một cái hàm delay timer ở đây thì em sẽ gọi nó là đó là delay timer, và biến trong này sẽ là biến t. Thì ở đây em sẽ cho một cái timer 2 này đến cái counter, em cho giá trị của nó là bằng 0. Thì em sẽ cho nó vào một cái vòng lặp while, vòng lặp while trong này nó sẽ cho cái biến này, cái timer 2 này đến cái counter này, counter này nó sẽ bé hơn cái biến t trên này. Và khi mà nó bé hơn biến t trên này thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp while. Và biến t này có giá trị như nào thì em sẽ config ở phía bên dưới đây. Thì trước hết là tiên là sẽ config một cái, cho nó một cái timer ở đây là để khi mà tránh nó chạy liên tục, nó chạy đến đây á thì nó sẽ quay về đây, cái timer 2. Rồi tiếp theo ta sẽ đến, ta sẽ chỉnh cho biến giá trị t này ở trong phần lập while user code begin. Thì ở đây em sẽ up chân GBY đến order làm giá trị đầu ra. Thì khi mà cái đây GBA đến order thì giá trị này thì n với 0, thì khi mà n với 0 á, tức là nó sẽ gọi là sáng đèn, tức là n với 0 thì cái chữ A này á, nó sẽ sáng đèn. Và cái thời gian sáng sẽ gọi là delay, timer ở trên delay timer 2 thì cho nó sáng khoảng 2 giây, tức là 2000. Tiếp đến là chương delay timer 2. Rồi, tiếp đến là ta sẽ up cái chân GBOA này khi mà nó o, cho nó o một, cho nó giá trị là FF. Thì khi mà nó o nó n á thì nó n bất kỳ giá trị nào, cái không thì cũng sẽ bằng không. Thì o giá trị mà là một thì chắc thì nó sẽ là một. Và ở chỗ này á, tức là ta sẽ set một cái delay timer này cho nó là 1000 giây, tức 1000 tức là nó sẽ tắt trong khoảng 1 giây và sau đó sẽ sáng lại 2 giây. Thì ở đây là em chỉnh cái giá trị cho nó tắt, và ở đây sẽ là khi mà đèn sáng. Thì cái giá trị này delay timer này nó sẽ, tức là nó sẽ ở đây, thì nó sẽ đếm đếm lên t ở đây khoảng 2000. 2000 thì khi mình lớn hơn cái giá trị này thì nó sẽ đếm, nó sẽ gọi là khoảng 2000 thì nó sẽ thoát khỏi cái vòng lặp while này và nó sẽ lên đây. Thì em sẽ thực hiện view code ở đây. Em sẽ tạo một cái mạch rotor sẵn. Con STM này nói có các chân B0 tới B7, nói với 8 con led đơn. Đây ta sẽ cho bài hát vào. Đâu. Như thầy có thấy thì con led sẽ sáng trong 2 giây và sau 2 giây thì nó sẽ tắt. Tắt 1 giây thì nó sẽ lại sáng tiếp trong vòng 2 giây. Và thì đó chính là bài chính của em. Em chào thầy. Tiếp theo em sẽ trình bày câu số 10, chính là viết một chương trình đếm giây chính xác hiển thị trên hai led 7 đoạn dùng timer định thời. Thì theo như câu đề bài thì ta sẽ sử dụng hai led 7 đoạn và viết một chương trình đếm giây chính xác trên hai con led này chỉ dùng timer định thời. Thì ở đây là phần cúp mở SMM đã cấu hình trên đây. Thì em sẽ đắp chân GPIO output từ chân BA0 cho tới BA7, và cũng tương tự như trên cho 1B thì em set trên từ chân BA0 cho tới BB8, B37 ở đây. Thì sau khi create code ở đây thì có được cái phần code
như đây thì cũng như video trước thì ở trong phần ở đây em sẽ có một cái void còn fix thăm 2 để em một cái hàm còn fix thăm 2 ở đây thì cũng như tương tự như câu chính thì ở đây em sẽ cho turn on clock con thăm 2 thì ở đây em sẽ enable con thăm 2 này lên và tiếp đến là cũng như là enable cái con thăm 2 này và cho nó sẽ diễn ra sự kiện trong khoảng tại thời gian này thì khoảng thời gian này như là cái rescaler này là một chữ tầng cái chữ tầng này là 7 cũng là em để setup là khoảng 7999 như cũng tương đương với 8000 và cho nó đếm từ 0 cho tới 7999 nên nó sẽ giá trị của nó sẽ là 8000 và cũng như cái công thức này thì có f tần số là 8 triệu bằng 8 triệu chia cho 8000 8 triệu đây là 8 MHz thì ta sẽ có tần số của bộ chữ tầng của summer này sẽ là tần số chia là khoảng 1000 cũng như chu kỳ và thời gian nó thực hiện một cái sự kiện nào đó sẽ là không tức không còn một giây đây, đây. Thế là cũng như là set cái đến team 2 ARR có nghĩa là nó đếm đến giá trị ở đây đọc giá trị lớn nhất thì nó đếm đến giá trị ở đây là FFFF thì nó nghĩa là 65535 thì khi nó đếm từ 0 đến 65535 thì nó sẽ quay về 0 và ở đây là set cái update là như là set cái rescaler này cũng như counter này trở về 0 tiếp đến em một cái hàm vô delay 32 ở đây em sẽ set cái biến một cái 32 đến counter sẽ gọi đó là cho nó là 0 thì sẽ cho nó vào trong một cái cột lực quay và cái này cho cái phần này cho cái này nó sẽ khi cái này nó bé hơn trên 100 á thì nó sẽ thoát khỏi một cột quay thì ở đây em có 100 là do cái phần như cái đếm chính xác ở phía sau số dây ở đây thì em sẽ cho nó khoảng bé hơn 100 thì đến là em sẽ gọi cái biến ở đây đầu tiên em đặt là con tiếp thăm 2 tiếp theo là em sẽ gọi thư viện lấy hash 07 thì ở đây á cái một trong một chung để chống thì tương ứng giá trị 0 thì ở đây sẽ có giá trị từ 0 cho tới 9 theo cái hash này đây 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tiếp đó em sẽ gọi biến một cái là ILED 0 một cái là ILED nghĩa là một led bên trái một led bên phải đó là trong một lập quay em sẽ cho trong GPU đến order tức là cái output em giá trị 0 cũng như là trong GPU này nó sẽ end với 0 tức là chỉ ban đầu của nó sẽ là bằng 0 đến là GUI đến output này em sẽ cho nó on với giá trị trong cái led hash này trong cái hash này thì cái chân GPU này em sẽ cho nó tương ứng với cái led bên trái là ILED cũng như cái GPU này sẽ tương ứng với led bên phải là ILED sẽ cái trị này nó sẽ tương ứng với trên đây thì đó là em sẽ ở đây một cái delay timer thì ở đây á cái delay timer này em sẽ cho nó là khi mà cái ILED của led bên phải này tăng khi mà tăng á khi cộng cộng á thì khi mà ILED này nó cái giá trị nó lớn hơn 9 nếu chỉ lớn chính thì cái ILED này sẽ quay về không bằng không và cũng tương tự như vậy khi mà cái ILED này tăng lên tức là cái bên trái này tăng lên nghĩa là giá trị của nó lớn hơn chính thì cũng như là cái ILED này của nó giá trị nó sẽ quay về không coi như là kết thúc cái sẽ đếm xong và sẽ quay về lại ban đầu thì đó là phần code trên QC em đã lập trình ở đây thì sau đây em sẽ vui và cho chạy thử trên Protest. Ở đây là mặt Protest em đã setup sẵn ở đây là một led bên trái và led bên phải của led bên trái này thì nó sẽ hiển thị số trước dấu chấm và ở sau sẽ là hiển thị số chính xác khi ở đây đạt với một cái giá trị từ 0 đến 9 thì khi đủ hết một vòng thì nó sẽ tăng một con số đơn vị trên led bên trái này sau đây sẽ chạy thử đấy, như thầy thấy thì khi bên con led bên phải này nó sẽ đếm lên và khi mà đếm đủ hết vòng thì con led bên trái này nó sẽ tăng lên một giây đó khi cứ như vậy cho đến khi mà con led bên trái này nó đạt đi số 9 thì coi như nó sẽ chỗ quay về không. Và đó là bài cách làm của em của câu số 10.